Hello cả nhà, hôm nay Hana chia sẻ làm thế nào để mình phân biệt hột xoàn thiên nhiên và hột xoàn nuôi. Thì ở trên tay của Hana là đang cầm cái viên kim cương hột xoàn thiên nhiên kiểm định của JAA nha cả nhà nha, viên 1 carat nước đi độ sạch VS1. Bên công ty Hana bán giá là từ 5.900 nha, do nước đi nha, độ sạch VS1 nha cả nhà nha, giấy kiểm định của JAA. Rồi nếu mà mình nói về kiểm định đó, thì rất là nhiều công ty kiểm định, nhưng mà nếu về nói hột xoàn thiên nhiên thì công ty của JAA kiểm định là number one cho hột xoàn thiên nhiên. Còn hột xoàn láp á, thì là JAA hay là IGI đều đẹp như nhau nha cả nhà nha. Đây cả nhà mình hãy chiêm ngưỡng viên kim cương nước đi độ sạch VS1. Rồi nếu mà mình đeo một rồi bây giờ hay là chia sẻ trước rồi đây cái giấy tờ kiểm định, đây là cái viên kim cương của hột xoàn thiên nhiên. Còn bên đây là cái viên kim cương của hột Ở xoàn, tay phải Hena đang cầm cái viên là hột xoàn láp nè cả nhà, nhìn thấy rất đẹp luôn nha, sáng, đặc biệt hột xoàn láp là rất là trắng luôn, khách của Hena rất là thích luôn. Rồi đây là hột xoàn láp mà mình muốn đeo bự to đùng giống vậy nè, giống như Hena đang đeo nè cả nhà. Đây là cái viên vỏ là vỏ nhẫn xoàn kim cương thiên nhiên, nhưng cái hộp chủ là hộp láp, nhìn cũng rất là đẹp nha cả nhà nha. Muốn đeo to đùng mà hoành tráng về thì mình đeo hột láp rất là rẻ luôn, giá rất là nới luôn ha. Rồi trên mỗi viên kim cương đều có mã số cạnh hết, mà hột láp người ta sẽ để rõ là láp chrome, còn cái này người ta để là hột xoàn thiên nhiên. Rồi hột xoàn thiên nhiên là giấy kiểm định của JAA nha cả nhà nha, cả nhà mình có thể an tâm mà mua thôi. Ok, hột xoàn tại sao có hột xoàn láp thì ngày xưa là hột xoàn là thiên người nhiên ta thôi lấy cả nhà, bao nhiêu dung hột lượng lượng của hột xoàn thiên nhiên nước đi người ta sẽ bỏ vào phòng láp thì người ta sẽ nhân bản lên, nó sẽ ra viên kim cương của hột xoàn nó sẽ ra viên kim cương là hột xoàn láp nha cả nhà nha. Đây rồi sau khi cả nhà ngắm ngắm xong đi thì Hana sẽ nè, học đây là hột xoàn thiên nhiên, còn đây là hột láp nè cả nhà thấy không, rất là đẹp luôn. Rồi nếu mà mình đeo mà to đùng gì nè, nó rất là đẹp luôn nha cả nhà nha, mình đeo nhìn nó hoành tráng luôn mà giá nó rất là nới luôn. Rồi Hana sẽ cho cả nhà mình xem cái giấy tờ của JAA là hột xoàn thiên nhiên và giấy tờ của kiểm định của hột xoàn láp. Tuy nhiên trên mỗi viên kim cương hột xoàn thiên nhiên đều có mã số cạnh, viên kim cương của hột láp đều có mã số cạnh, nhưng trên này hột láp người ta sẽ để láp chrome, còn hột thiên nhiên sẽ là có hột thiên nhiên có mã số của hột xoàn thiên nhiên, cả nhà an tâm nha, để mình có thể an tâm mà mình rồi mua. khi mấy anh chị Rồi mua thì Hana sẽ chia sẻ mọi người và sẽ hướng dẫn mọi người vào JAA report hoặc là IGI report để mà mình kiểm tra được cái viên kim cương của mình nó đang nằm ở nó là nước gì, độ sạch gì, để cả nhà có thể an tâm mua. Rồi bên công ty Hana đặc biệt là hột xoàn thiên nhiên trade in không lỗ, bán lại lỗ 15%, hột xoàn láp trade in lỗ 30%, bán lại lỗ 50% theo giá thị trường. Theo giá thị trường thì hột xoàn nó lên theo giá vàng cả nhà, nếu mà theo giá thị trường thì mình đeo thời gian nó không có lỗ nhiều nha. Rồi rồi hột xoàn thiên nhiên trade in lỗ không lỗ, bán lại lỗ 15%, hột xoàn láp trade in lỗ 30% nha, bán lại lỗ 50% theo giá thị trường, nhưng giá rất rẻ. Giá mà mình đeo hột to đùng vậy là nước chay 3 carat độ sạch VS1 chỉ là có nếu cả bốn nhà mình mình mà muốn mua nước đi EF thì nó phải từ 6.500 cho tới 7.600. Cả nhà mình lưu ý giùm em nha. Rồi tất cả các vỏ nhẫn xoàn hay là lắc hay là vỏ nhẫn xoàn trên website Hena US mà Hena bán thì tất cả đều hay là đều đều là vỏ nhẫn xoàn thiên nhiên. Còn hộp thì cả nhà yêu cầu muốn mua hộp thiên nhiên hay hộp láp, Hena sẽ inbox thì Hena sẽ cung cấp cho cả nhà nha. Muốn mấy carat, cả nhà mình có nhu cầu mấy carat cũng có hết trơn á. Cho nên là rồi, bây giờ Hena sẽ show cái giấy tờ của JAA. Đây là giấy tờ của JAA nha cả nhà nha. Đây, màu vàng như thế này. Nè, màu vàng như thế này nha cả nhà nha. trên Rồi. mỗi viên kim cương đều có mã số cạnh, trên viên kim cương và trên giấy tờ có giấy tờ Natural Diamond. Cả nhà nhìn thấy rõ là Natural Diamond. Nước Nước đi, độ sạch VS1. đây người ta có Rồi. Hết những cái kiểm định của JAA thì nói về công ty kiểm định mà nói về hột xoàn thiên nhiên thì JAA là number one rồi cả nhà ơi. Nếu mà cả nhà mình muốn mua hột xoàn để làm của thì Hana khuyên mọi người nên mua hột xoàn thiên nhiên. Hột của là nó sẽ nó đẹp hoài luôn, nó hột xoàn lắc vẫn đẹp chứ vẫn theo thời gian luôn, nhưng mà nếu mình mua mà mình muốn để làm của thì hột xoàn thiên nhiên đương nhiên là nó phải giá trị hơn rồi nghe cả nhà nha. Rồi hột xoàn thiên nhiên là hột xoàn láp thì là cái giấy tờ đây, hột xoàn láp nè, đeo cũng rất là đẹp luôn. Nếu mà mình mua hột thiên nhiên á 2 carat là bên công ty Hena phải bán 13.500, còn 3 carat là phải từ 18.000 cho tới 29.000 tùy theo độ nước DEF. tuy nhiên Kim DEF cương thì mình mua thì nó phải theo cái nước gì, cái độ sạch gì,
thì nó mới quyết định trong sạch sáng, không bệnh gì hết thì nó quyết định cái giá cả. Cho nên cả nhà mình lưu ý giùm Hena và inbox Hena, rồi Hena sẽ báo giá. Cả nhà mình muốn nước đi hay nước YF tại đây, hộp này là hộp láp, hộp láp cả nhà mình muốn mua thì là trên viên kim cương cũng có mã số cạnh, nó là kim cương chứ không phải là đồ giả đâu cả nhà, là kim cương. Check bút vào nó là kim cương, kiểm tra nó là kim cương và đeo không bao giờ phai màu gì hết. Nó kim cương mà sao phai màu được cả nhà. Thì trading là lỗ 30%, bán là lỗ 50% theo giá thị trường. Rồi nếu mình muốn mua to đùng gì nè, nước chơi chỉ có 4.300, muốn mua đồ sạch, nước mua nước DEF thì nó phải khoảng từ 6.500 cho tới 7.500. Sẽ Mình cả chia nhà sẻ sẽ sẽ hướng dẫn mọi người vào JAA Report rồi mình đánh cái mã số trên viên kim cương vào, rồi cả nhà có thể khi mua xong rồi đem ra tiệm cứ kiểm tra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu thì thấy được cái viên kim cương của mình nước gì, độ sạch gì, nên cả nhà mình có thể yên tâm mà không có sợ bị lầm. Hay nó bán rất là rõ ràng luôn, giá cả thì tùy theo hộp sò thiên nhiên, thật theo giá hộp sò thiên nhiên. Rồi hộp sò thiên nhiên nước đi độ sạch TS1 5.900, hộp trên không lỗ bán lại lỗ 15% theo giá thị trường. Còn hộp láp thì hộp 3 carat 4.300 đồng nước chay, DEF là phải từ 6.000 mấy cho tới 7.000 mấy cả nhà nha. Rồi có giấy tờ kiểm định ở ngoài, trên mỗi viên kim cương cũng đều có mã số cạnh. Và sau đây cả nhà hãy xem thêm mẫu, rất là nhiều mẫu henna sẽ có trên kênh YouTube hàng tuần, và sẽ like hàng tuần để cho cả nhà mình vào xem lựa tất cả các mẫu vỏ nhẫn xoàng. Bên công ty henna thu mua lại các vỏ nhẫn xoàng, bên công ty henna có đổi cho lỗ 25%, bán lại lỗ 30%. Đó là vỏ 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 xoàng. Cả nhà mình xem tiếp theo, tiếp video tiếp theo sẽ có rất là nhiều mẫu hàng tuần henna sẽ bỏ trên, henna sẽ list lên kênh không, YouTube rồi vỏ tên. vỏ vòng rất là nhiều mẫu luôn cả nhà nè, vỏ vòng nha, rất là đẹp luôn. Rồi vỏ nhẫn cả nhà mình vào xem đi, chọn xong rồi inbox cho Hana nha. Đây cái kênh này, Hana chia sẻ về cái kênh này để cả nhà mình vào ha. Hana bỏ trên kênh YouTube hàng tuần rồi, Hana sẽ bỏ thêm vào cái kênh này nữa cho cả nhà mình xem nha. Đây là cái trang mà Facebook profile của Hana nha, Hana US Châu. Rồi cái trang này Hana cũng like hàng tuần, có like hàng tuần, có livestream hàng tuần nha cả nhà nha. Rồi Hana có thêm cái trang này nữa là Hana list rất rất là nhiều sản phẩm ở trên đây. Cái trang page của bên công ty Hana đang là list rất là nhiều sản phẩm, vỏ bông tai, vỏ nhẫn ha, đều là hộp xoàn thiên nhiên hết nha cả nhà nha. Rồi cả nhà mình có thể kéo xuống chụp hình lại nha, Hana US nè, kéo xuống cả nhà mình xem. Rất là nhiều mẫu vỏ nhẫn xoàng nè, rồi bông tai xoài vỏ nè, rất là vỏ, cái vỏ của đá Luôn bông á, xoàng, nó cả nhà rất mình tha nhiều. hồ mà chọn lựa luôn. Rồi sau đó là inbox cho Hana sẽ báo giá nha, tất cả đều là hộp xoàng thiên nhiên nha cả nhà nha. Rồi cả nhà khi mà cả nhà không thích nữa, cả nhà mình muốn đổi lại là lỗ 25%, bán lại lỗ 30% nha, tất cả các vỏ ha cả nhà nha. Rồi còn bên đây là cái trang profile, Hana cũng có like hàng tuần, một tuần 2 ngày. Cái trang profile của Hana nè, Hana US Châu, cả nhà mình rồi chụp màn hình lại nha cả nhà nha. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ cứ lựa tha hồ mà chọn lựa cái mẫu nào rồi inbox cho Hana. Khi Hana bán là trên tất cả trên viên kim cương đều có mã số cạnh, cả nhà yên tâm. Mà mình có thể vào đó chọn, rồi sau đây mình sẽ lựa thêm rất 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 là nhiều mẫu ở phía sau video clip này, rất là nhiều nha cả nhà nha. Nào mình đeo hoành tráng vậy nè, nó này là hộp láp nè, Hana đang đeo cũng rất là đẹp luôn nè. Ở phía sau video còn rất là nhiều mẫu, Hana sẽ list lên trên YouTube nè, trên Facebook nè, trên TikTok nè. Rồi cả nhà mình muốn mua mẫu gì cũng có cái vỏ nè, để cái này Hana cho cả nhà xem đây. Vài bữa Hana sẽ nhận cái hộp vào đây để mình đeo luôn. Rồi muốn đeo hoành tráng là đeo vậy nè, còn có mấy mẫu đơn giản cũng có luôn, cả nhà mình thích gì cũng có, xem nha cả nhà.